con cần phải giải thích thêm thì con cho cái gạch dưới rồi con để cái chữ gì mà con biết. Bánh mì. Các em ơi, câu số 8 có thể bỏ qua một bên nhé. Tại vì cô chưa có đưa em 4 cái câu để em phân tích. Quý khán giả có bao giờ nghe đến về chương trình song ngữ tiếng Việt tại nước Mỹ mình chưa? Nếu mà quý khán giả nào có con em học trong những cái chương trình đó thì sẽ giúp hay là sẽ hại cho các em. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm về đó, gọi là Vietnamese Dual Language Immersion. Đó là chương trình song ngữ và đặc biệt học khu Westminster và học khu Huntington Beach Union High School District là những học khu mà đầu tiên trong cả nước Mỹ có cái chương trình này. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu theo nàng và let's go xem một cái video về cách họ tạo kiếm katana. Ok, cũng khạc tiếng của chữ khó nhé. Đây, đầu tiên tuổi quá niên, tuổi quá niên. Extra. Lời một mình để tuổi hoa niên nhé. Mình đọc đều, mình không có đọc nhanh quá, mình không có đọc chậm quá. Đọc chung nhau. 1, 2, 3. Tuổi hoa niên, tuổi hoa niên. Khóm mang non xin tươi vươn lên. Tuổi ngây thơ, đẹp vui tươi. Bây giờ đến giờ làm trên sách nha. Viết tên, câu hỏi nha. Chữ nào con cần phải giải thích thêm thì con cho cái gạch dưới rồi con để cái chữ gì mà con biết. Dạ, kính thưa quý vị, em là cô Nguyễn An Sophia. Năm nay em dạy lớp 5 tại trường tiểu học The Mill. Em là cô giáo dạy Việt ngữ cho chương trình song ngữ Anh Việt trong học khu Westminster. Năm nay là năm thứ tư của em. Dạ, xin chào quý vị. Em tên là Đặng Hương, Đặng Quỳnh Hương. Đang dạy lớp 6 trong chương trình song ngữ Anh Việt của học khu Westminster. Mình đang dạy tiếng Việt. Cô này lớp 5, mình là dạy lớp 6. Còn những học trò đây là học trò cũ của cô và là học trò mới của mình năm nay lớp 6. Chương trình song ngữ Anh Việt ở trường đây gọi là chương trình Mỹ Việt Dual Language Academy. Của nhánh đây là tiểu học, tức là trường The Mill. Thì các em đi học ở đây là từ preschool, tức là lớp vườn trẻ, cho đến lớp 6. Sau đó các em sẽ lên trên trường trung học đệ nhất cấp là trường Warner Middle School. Sau đó nữa, tức là năm tới nữa, các em sẽ lên trường trung học đệ nhị cấp là trường Westminster High School. Thì chương trình song ngữ Anh Việt đây là một cái chương trình công lập, là các em là bất cứ là ở nơi đâu cũng có thể đến học được, ghi danh được, và trong mọi sắc dân thì đều có thể ghi danh vào chương trình này. Học thì chương trình cũng là như là đi học ở trong bất cứ một trường công lập nào, chương trình giống như vậy, theo những cái tiêu chuẩn như vậy. Nhưng mà các em sẽ được học 50% là bằng tiếng Việt và 50% là học bằng tiếng Anh. Và dĩ nhiên là khi học ngôn ngữ cũng như là học về những cái nội dung của bài học thì cũng có thêm vào đó là những cái lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam và những cái đặc tính riêng của con người Việt Nam, thì có thêm cái phần của về cái riêng về Việt Nam. Nhưng mà chương trình học là chương trình của công lập. Và ngoài đó mình cũng dạy những cái môn học thường những trường công lập hay dạy, là giống như toán, viết văn, khoa học, lịch sử, mỹ thuật, vân vân. Thì những môn đó thì mình dạy cả hai tiếng Anh và tiếng Việt. Được học một ngôn ngữ trong cái thời gian mà gọi là sớm nhất là các em còn nhỏ đó, thì tất cả mọi nghiên cứu đều cho thấy là như vậy, tức là càng học càng sớm, càng nhỏ thì cái lợi ích nó càng nhiều. Cái lợi điểm thì ở đây học khu Westminster đã cho các em học từ 3 tuổi, 4 tuổi là các em được đi học trong chương trình song ngữ này. Tại vì các em có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, và giống như cái chương trình ở đây cũng rất là gọi là đặc sắc và có nhiều điều để học. Và các em nói là trường công lập cho nên các em học như là các em đi học ở trong trường Mỹ mọi năm về trước, thì cái chương trình nó cũng đã nặng rồi, thành ra khi mà càng học sớm thì các em có cái sự chuẩn bị càng nhiều. Và dĩ nhiên là có nhiều năm để học trong cái ngôn ngữ vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, thì khi các em lớn lên đi ra đời thì các em có nhiều sự chuẩn bị hơn, và dĩ nhiên là các em sẽ nhớ lâu hơn vì cái thời gian phát triển của các em, cái bộ óc của mình phát triển là nhiều nhất là khi mà em còn nhỏ.
Cho nên là khi mà học ngôn ngữ sớm thì cái đó là luôn luôn là cái lợi điểm và cái điều mà cần thiết cho mọi người. Trong kinh nghiệm của em luôn, đa số những bạn bè em bây giờ 20 mấy, 30 mấy tuổi đang kiếm việc làm. Và bây giờ nhiều công việc đang kiếm người biết ít là 2-3 ngôn ngữ. Và đa số những bạn bè em, mặc dù là người Việt Nam, không có cơ hội hay không được học tiếng Việt hồi nhỏ. Vì đó bây giờ người chịu khó muốn học tiếng Việt mà không học bằng giống như một đứa học hồi nhỏ. Và sau đó những đứa có thể luôn luôn biết tiếng Việt và cũng nghe, nói, đọc và viết tiếng Việt so với một người học trẻ. Thì vì đó em nghĩ nó rất là quan trọng, những em cần phải học tiếng Việt hồi từ nhỏ. Tại vì cô học từ nhỏ đến bây giờ mà. Đây. Hi, my name is Jacob. I go to the middle elementary and I'm in 6th grade. Hi, I'm Madeline Montalvo and I'm also in 6th grade and I also go to the middle. Why did you choose to be in the Vietnamese language program? I choose to be in the school because it can help with my language and understand more Vietnamese. Because it helps understand my family history and my culture and where I come from. Xin chào, em tên là Jacob Nguyễn. Và con tên là Madeline Montalvo. Và mình học lớp 6. Mình học trường The Mill. Em thích trường này, nó vui và em thích lắm. Em thích học này luôn đã, tại vì con nói được với nhiều người ở Little Sài Gòn. Nó giúp mình với nói tiếng Việt và nó là nó very welcoming. Em muốn dùng cái language tiếng Việt của mình vì em muốn understand cái culture của em. Con muốn nói giống như Jacob cả. Em tên là Hiếu, trong trường The Mill. Xin chào, em tên là Phạm Liên và em đang học lớp 6 trong trường tiểu học The Mill. Em thấy rất là tự hào là trường mình có thể tạo ra những cái cơ hội cho những đứa em và mấy anh chị học những đồ tiếng Việt. Em học nhiều tiếng Việt nói với gia đình được, em cũng thấy giúp nhiều tại vì em cũng biết nhiều văn hóa của người Việt và người Anh luôn. Và em cũng có thể nói chuyện nhiều với cộng đồng người Việt hải ngoại. Em sẽ giúp mấy người với tiếng Việt. Em sẽ giúp translate, dịch tiếng Anh và tiếng Việt. Em sẽ cũng học thêm về văn hóa và nguồn gốc và tiếng Việt. Bao nhiêu sao cho trọn lời. So for my morning meeting, what we always do is we sing songs every day. It kind of leans into like karaoke culture in Vietnam, where they sing a song that's like tied to Vietnamese culture, and they sing it every day just to reset and start their day. Today I introduce a new song, Tuổi Hoa Niên, and that's how I do it. So every time I slowly teach one different song, either per month or every 2 months, and then they practice it every day before they start their day. Hello, I'm Mrs. April Dare. I'm the principal of DeMille Dual Language Academy. I'm very excited to be a part of this amazing program. This program has seen a lot of growth since its inception in 2015. We've really seen our students thriving as our first cohort has moved into middle school. We're very excited to continue to expand and enhance our program through units of study that cover our Common Core State Standards in both Vietnamese and English. We're excited to work with different community members on our
fluency programs for Vietnamese and for English and making those bridging connections. We were very excited to be awarded the CABE Seal of Excellence Award last year, a very prestigious award that recognized the amazing work that we're doing here with our Vietnamese Language Academy. In the future, we're going to be continuing to work on our units of study to strengthen our students and prepare them to become global citizens and successful in their years to come. We're also going to continue to incorporate more elements of our STEAM, bringing in engineering, arts, and math, and all of those amazing things that help our students to be well-rounded individuals. So in our program, we're excited to continue to expand and move forward. We have so many more students coming into our program this year, and our school is just growing exponentially, and we're excited to continue to see that improvement. Bây giờ xin mời quý vị đi ghé thăm qua trường Warner Middle School, trường trung học đệ nhất cấp ở Warner. Thì đó là có cô Đoàn sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị cái chương trình của học khu Westminster của lớp 7, lớp 8. Kính mời quý vị ghé thăm và tìm hiểu thêm về chương trình song ngữ Anh Việt ở bên đó. Chương trình ở đây bắt đầu từ năm 2015, thì từ đầu là học khu đã có cái quyết định và cũng được cộng đồng rất là hỗ trợ là chúng ta sẽ dùng 50-50, tức là theo cái model của 50-50 để các em có một cái sự cân bằng để phát triển ngôn ngữ trong Anh ngữ lẫn Việt ngữ luôn. Thì mỗi lớp sĩ số vẫn là theo sĩ số của học khu đưa ra, thì có hai lớp là một lớp tiếng Anh và một lớp là một cô người Anh dạy tiếng Anh giữ và một lớp là một cô dạy tiếng Việt giữ. Nhưng mà khi học thì hai cô này đổi lớp với nhau, vẫn học được vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nhưng mà có hai cô giáo. Cho đến khi các em lên đến middle school, tức là lên đến lớp 7, lớp 8 đó, thì là các em lại học theo tiết. Thì trong ngày đó thì sẽ có hai tiết là bằng tiếng Việt, thì các em sẽ học cái giờ ngữ văn, tức là cũng là language arts, thì các em học hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thì có sách tiếng Việt ở trong cộng đồng, chúng ta đang dùng cái bộ sách của Con Tim Việt Nam, của Tuổi Hoa Publishing, học của Trung tâm Văn hóa Việt Nam và của ban đại diện, tức là liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, cũng như có bộ sách tiếng Việt mến yêu ở trên trường trung học đệ nhất cấp và lên đến high school nữa. Thì ở đó họ có giờ ngữ văn, sau đó lại đi học những cái môn khác. You got Hiếu Vinh, right? Ờ, đây, câu hỏi mở lớp. Okay. Vũ khí samurai, có ai có biết được một ví dụ vũ khí? Vũ khí là gì Khải Hoàng? Oh, yeah, katana, katana là cái gì? Cái kiếm, đúng rồi. So, ở đây sẽ có, chút nữa có thanh kiếm. Right. Và võ sĩ samurai đặc biệt là sử dụng hai cái thanh kiếm, có thanh kiếm. Này là gì? Súng. Này Nhật Bản trong thời Trung cổ lịch từ năm 1185 đến năm 1600, nhà này có 3 thời. Islamic là cái gì? Hồi giáo. Okay. Người Hồi giáo họ mặc đồ rất kín đáo. Chào tất cả, tôi là Diana Đoàn, tôi là cô giáo dạy lớp 7 ở trường Warner Middle School. Tại trường Middle School hiện tại mình có hai tiết học tiếng Việt. Tiết đầu tiên là Việt văn, nói về văn hóa và ngôn ngữ. Rồi tiết thứ hai là học về lịch sử theo tiêu chuẩn của tiểu bang. Trong lớp 7 thì học về thời Trung cổ và trong lớp 8 thì học về lịch sử Hoa Kỳ. Tại trường Middle School các em phải có biết được ngôn ngữ tiếng Việt và biết được Anh văn luôn. Nên trước khi vào chương trình song ngữ tại trường Warner thì các em cần phải làm một bài thi, có phỏng vấn nữa và cũng cần phải họp với phụ huynh trước khi xâm nhập vào chương trình song ngữ. Cô đang chờ các em ngồi xuống bàn để cô xem coi ai có ở đây, ai không có ở đây. Thì các em có việc, việc đầu tiên nộp bài tập trong rổ, việc thứ hai câu hỏi mở lớp. Okay, cô cho các em khoảng chừng these. His name is Simon. Yeah. How you're gonna take these? And you're gonna write a new category. Yeah. 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 Okay, yeah. Oh, I got earlier. Stamp. Stamp. Chương trình song ngữ tại học khu Westminster rất là đặc biệt, tại vì học sinh đã là nhóm đầu tiên để lên lớp 9 năm tới và tôi cũng đã dạy mấy em này từ hồi lớp 5 sang qua lớp 7, rồi mấy em này đang lớp 8.
Tôi rất là hãnh diện là mấy em này biết được ngôn ngữ và học từ bé, từ lớp mẫu giáo, lớp TK lên tới lớp 8 và lên lớp 9 năm tới, thì tôi mong các em có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Và tôi rất là vui đã được làm cô giáo dạy các em này lên tới bây giờ. Yeah, chém là một, rồi hai nữa có thể che được, có thể bảo vệ, right? Rồi cái này, smack them, right? So, có 5 cái vũ khí. Hi, my name is Dr. Kenneth Lepore. I am the principal at Warner Middle School. I think that the VD Alive program has been a wonderful addition to the Warner school curriculum. I think that we have a large group of Vietnamese students who go to our campus, and having a Vietnamese dual language immersion program allows us to capitalize on the great wealth of linguistic and cultural resources that exist, and to provide our students with really meaningful experiences now to prepare them for the future. Additionally, I think that our VDLI students are also some of our core leaders on campus. They're not only in Vietnamese dual language immersion, but they're also our ASB members. They're in yearbook, they're in band. They have a wide variety of experiences here, and they contribute to our campus as a whole each and every single day. It almost brings a tear to your eye to see the students when they start here and when they go. I think that I have been working deeply for the last several years with our partners down at DeMille, who have prepared these students over the last 6 years there, and they've come here for 2 years, and now I'm working deeply with our high school partners that they will then move on to take these courses and these experiences as they go on in the world. It is a truly magnificent thing to see, and I'm proud to have been here. Overthrow the government. And so this is, we see government not just as a king, whatever the king does is true, but that people have a right to overthrow. Which students do? They have the entire family. So, the number, the one guy, they have the quyền, the power, the power, the power. Dạ, kính chào quý vị, con tên là Yên Trần Nguyễn và con học trong lớp 8 trong chương trình song ngữ ở Warner Middle School. Lúc con hồi nhỏ thì bố mẹ của con muốn cho con được học tiếng Việt, tại vì trong gia đình của con không có nhiều người mà biết nói tiếng Anh đâu. Rồi con mới trong chương trình song ngữ để con học nhiều tiếng Việt, con đọc, con viết, con nói chuyện với gia đình của con được. Và trong cộng đồng của người Việt ở đây thì con có thể giao tiếp với mấy người khác được. Chương trình này giúp con thành một học sinh giỏi hơn và con sẽ được có cái chứng chỉ song ngữ. Rồi khi con xin vào trong đại học, con sẽ có nhiều cơ hội nhiều hơn các bạn khác. Rồi khi con xong học đại học và xin vào làm việc, con sẽ có nhiều cơ hội hơn các bạn khác mà biết một thứ tiếng thôi của kinh tế toàn cầu. Con học trong chương trình này 9 năm rồi. Từ lúc mẫu giáo, lúc con đã vô, con không có nhiều bạn bè và con bị bất ngờ. Mà sau khi 9 năm, có một nhóm bạn rất là thân và mình cùng học chung lớp và giúp đỡ nhau để thành một học sinh được thành công. Trong chương trình song ngữ có nhiều cơ hội cho các em đi làm tình nguyện. Một là có đi diễn hành, hai là có đi hội chợ Tết. Thường thường mấy em trên middle school thì bài sinh hoạt cho mấy em nhỏ nữa để chơi ở hội chợ Tết. Rồi thêm nữa có biểu diễn. Năm nay ở trường Warner Middle School lập được cái câu lạc bộ văn hóa cho mấy em. Trong nhóm đó thì họp sau giờ học và chia ra làm hai, chia ra một nhóm là biểu diễn và một nhóm là đi làm tình nguyện ở trong cộng đồng. So mới trước khi nghỉ lễ mùa đông thì mấy em này gom hết mấy quần áo cũ của gia đình ở trường Warner và đưa cho học khu để học đi khu cho ra mấy gia đình cần thiết. What do you hope that students in the VDLI program would take away from the specific program? Thật sự là tôi chỉ mong mấy em này luôn luôn yêu việc học ngôn ngữ và luôn luôn nhớ nguồn của mình từ đâu và biết về văn hóa của mình.
Tại vì nếu mà biết được văn hóa của mình thì có thể truyền từ thế hệ cũ qua thế hệ mới. Các em lấy ra. Dạ. Dạ. Hai chữ vương hình vương. Nữa. Sao không biết mà in ra. Bây giờ cô Mai Khanh và cô Đồng sẽ nói thêm về chương trình song ngữ tại trường trung học Westminster. Bánh mì. Các em ơi, câu số 8 có thể bỏ qua một bên nhé. Tại vì cô chưa có đưa em 4 cái câu để em phân tích. Nếu khán giả có nhớ không, đầu năm học này Khang có một lần Khang làm một cái video. Khang dẫn chở con gái đầu lòng của Khang, đó là Gianna, đi ngày học đầu tiên tại trường DeMille. Mà cái sự đặc biệt của trường DeMille đó là trường DeMille là trường đầu tiên trong cả tiểu bang California mình có một cái chương trình gọi là VDLI hay được gọi là Vietnamese Dual Language Immersion. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, câu này em không cần phải làm, bỏ này đi ra. Quan trọng nhất là hiểu cái từ, cái câu nửa trường xuân thắt cái cành thiên hương nghĩa nói gì. Tại sao cái chương trình này nó là một cái điều gọi là quan trọng với Khang? Lý do riêng về chính của Khang là vì con gái Khang đang có trong một chương trình về chung là cho người Việt Nam của mình, được lần đầu tiên trong tiểu bang California được một cái chương trình song ngữ dạy hai thứ tiếng, tiếng Mỹ và tiếng Việt. Năm tới cái nhóm các em học sinh đầu tiên mà có cái trong chương trình song ngữ này đã sẽ bước vào trường trung học sẽ ra sao và mấy em sẽ học những cái gì, cùng theo Khang nè. That's a jacket. Yeah, thì bây giờ mới nói là áo lạnh, đứng lên. Alright, and trước khi mà bắt đầu cái game, nếu em cần thấy gần hơn, em mở trên máy Chromebook cho cô nha. If you need to see it closer, please open it up on your screen. Perfect. Okay. Okay, let's do this one. This one right here. Right here. Ở đây. Okay. Chỗ này. Etcha. Câu này ý nói cái gì thôi? Ờ, gì nó không hỏi một câu gì. Dạ. Cần hiểu trước hết nó là ý nói gì. Dạ. Bánh mì. Các em ơi, câu số 8 có thể bỏ qua một bên nhé. Tại vì cô chưa có đưa em 4 cái câu để em phân tích. Sơ câu số 8 bỏ qua một bên nhé. Kính chào quý khán thính giả của đài Leader Sài Gòn TV. Tôi tên là Thảo Ly Nguyễn, là giáo viên dạy tiếng Việt của trường trung học Westminster. Hôm nay tôi muốn nói sơ qua chút xíu về chương trình song ngữ của năm tới. Các em đã học từ trường DeMille tiểu học từ năm lớp mẫu giáo cho tới bây giờ hiện tại các em đang ở trường Warner là lớp 8. Năm tới các em sẽ tiếp tục lên chương trình song ngữ của lớp 9 ở trường trung học của Westminster. Thì trong nhóm giáo viên cũng như là bên thầy cô giáo hiệu trưởng ở trên văn phòng, họ rất là háo hức cũng như rất là vui và chuẩn bị để chào đón các em lên trên đây. Thì khi các em lên trên đây thì các em sẽ học, tiếp tục học chương trình tiếng Việt ở đây cũng như học những lớp về ngành nghề cũng như là về đại học để giúp các em sau này, hy vọng là trong năm lớp 11, 12 thì các em sẽ biết là mình thích thú về cái ngành gì và mình sẽ hướng dẫn các em đi theo những ngành đó và các em sẽ được áp dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt mà các em đã học được để dùng cho những ngành nghề đó. Và cái thứ hai là khi các em lên đây đó thì các em sẽ tiếp tục cái chương trình đó, nhưng mà các em sẽ không chỉ là những em nào trong chương trình tiếng Việt không, song ngữ không, những cái lớp này cũng mở ra cho tất cả những em nào đã có đủ khả năng tiếng Việt và có hứng thú muốn học thì vẫn có thể vô cái chương trình song ngữ này. Hello, my name is Amy Sable and I'm the principal at Westminster High School. So we are eagerly anticipating our very first cohort of our VDLI students here at Westminster High School in the 2024-25 school year. We have been working for many years now with our partners in Westminster School District to be prepared for this coming year
finally, as our incoming students are coming to us at Westminster. One of our main emphases that we wanted to have when we talk about our Via DLI program here at Westminster High School is making sure that our students have access to different options that the high school offers our students. And this was a huge priority for us. So the students within the VDLI cohort will have their language course. It'll be advanced, obviously. They will also have access to a CTE course that allows them to explore field study in different areas that they may want to pursue once they're older. Our commitment to our community is going to be at the forefront of everything that we do within this program, and so that will be embedded throughout different aspects and opportunities to be involved in our community. Bằng tiếng Anh, lớp trả lời bài tiếng Việt. Okay. So ví dụ như là busy là gì? 1, 2, 3. Các em trả lời bằng tiếng Việt. Dạ. Áo lạnh, áo khoác hay áo thun đứng lên. Người nào? Người nào đang mặc áo khoác? Học sinh nào đang mặc áo khoác? Oh, maybe not áo. Okay, maybe not áo khoác. Ngồi xuống em, ngồi xuống. Let's áo lên. Em có thể chọn ba người đi, ba người. Chọn ba người. Cảm ơn Duy. Cảm ơn em. Wait, người cuối cùng là ai? Oh, ok, cảm ơn em. Cầu Long. Cross country. Chạy xa. Kính chào quý khán giả, mình tên là Mai Khan. Và Mai Khan là giáo viên dạy tiếng Việt tại trường trung học Westminster đây. Đây là lớp Việt 1 cho Việt Speakers. So đây là lớp tiếng Việt cấp 1. Và cũng như là lớp này đang là dành cho những em học sinh nào mà đã có trình độ cao trong tiếng Việt, như là ở nhà các em đã nói chuyện tiếng Việt nhiều rồi, em đã dành những từ vựng, biết những từ dễ dàng như là màu, trái cây. Thì trong lớp này thì mình không có là chỉ phải hướng dẫn các em trong những cái từ dễ dàng đó, mà bây giờ mình có thể dùng những cái từ đó để giúp các em với cái phần viết và nghe và tập nói nhiều hơn trong lớp học. Và nếu em có nói em thích đi ăn, make sure các em chắc chắn, make sure khi em trả lời, be specific, ok? Em thích đi ăn ở đâu, ok? Thích ăn món gì? Ok, so Jin nói, Jin trả lời, vào tháng 6, Jin thích đi xem phim, ok? Đi xem phim là gì các em? Go watch movies, ok? Em, Jin ơi, em thích xem phim nào? Mai Khanh nghĩ rằng là cho những em học sinh nào mà tham gia vào chương trình Video Live cũng như là cho chương trình của tiếng Việt tại trường trung học Westminster đây, thì những cơ hội mà các em có thể đạt được là như là các em có nhiều những cách để có thể làm việc thiện nguyện trong cộng đồng của mình. So ví dụ như là nếu mình hợp tác chung với như là bên Mission Palm Senior Care Center, cũng như là mình cũng có những cái cơ hội để volunteer bên Nhân Hòa Medical Clinic. Các em cũng có thể đi du ngoạn trong thành phố của mình để học hỏi thêm về lịch sử và về cộng đồng Việt Nam của mình trong thành phố đây. Khi mình tổ chức như là hội chợ Tết cho các em học sinh ở đây, và cũng như là các em cũng tham gia như là hội văn hóa người Mỹ gốc Việt VACC để có thể là hiểu biết thêm về những cách biểu diễn, trình diễn múa lân, đánh trống và áo dài, mặc áo dài và các loại múa luôn. So parent involvement at the high school level is still very important, and we do want to increase our participation for our parents as well. So we will have opportunities for guest speakers. We'd love for our parents to come in and share their story with our students, as well as if they are entrepreneurs or business owners or have different industry that they are involved in, we'd like to explore what that looks like as well.
We have our PTSA. We have different organizations within our school that are available to all of our parents to be involved in. But we encourage this population in particular as we are growing, and this will be the very first year. And that input is incredibly important for every single year to add in different aspects that we feel are relevant to make sure we're meeting all the needs of our students and our families. So we are incredibly honored to be part of the very first cohort of VDLI students that will be recognized as being a pre-K through high school program. We will be the very first in the nation. And with that comes a lot of responsibility, but a lot of excitement as well. And so we are passionately committed to this process. We will continue to add in aspects that students are able to explore, but also have exposure to different opportunities academically and also professionally that they can use once they leave Westminster High School and explore the world beyond. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Em chỉ cần hiểu thôi, em chỉ cần hiểu cái câu này ý nói cái gì. Ồ, gì đó không? Dạ, cần hiểu trước hết nó là ý nói gì. Tôi nghĩ là cái pathway của chương trình song ngữ này rất là tốt cho các em, bởi vì các em sẽ được tiếp tục học tiếng Việt, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam của mình. Đã học từ tiểu học rồi, bây giờ lên trên trung học. Và các em không chỉ học tiếp tục cái ngôn ngữ của mình, mà các em sẽ được học thêm về các ngành nghề khác nhau và được dùng ngôn ngữ tiếng Việt của mình để áp dụng trong cái ngành nghề mà mình thích. Đó là những cái gì mà chương trình tiếng Việt của chúng tôi rất là muốn làm. Không chỉ giúp các em học trong lớp không, mà mình thường nói là bring it beyond the school setting, để các em thực tập những cái kỹ năng mà các em đã học được ở trong chương trình tiếng Việt của mình. Câu hỏi nha. Chữ nào con cần phải giải thích thêm thì con cho cái gạch dưới, rồi con để cái chữ gì mà con biết. Cô cần là cần cái màu vàng. Cái thời gian để mình làm trong chương trình này đó, thì là mình bắt đầu chung với lại chương trình là năm 2015. Thì mỗi năm đều có nhiều cái moment, nhiều cái thời gian mà mình thấy rất là vừa là hãnh diện, vừa là xúc động, và cũng rất là gọi là cảm ơn, cảm kích mọi người đã đóng góp trong chương trình này. Thì cái mà cái thời gian hay là cái moment đó mà cái thời lúc mà mình cảm thấy rất là đáng nhớ đó, là mỗi năm cứ vào cuối năm là các em được đi biểu diễn, hoặc là được lên sân khấu, được trình bày lại những cái gì các em đã học hoặc là đã tiến bộ trong năm. Thì cái thời gian mà nhìn thấy các em đi ra ngoài cộng đồng, cũng như là đi biểu diễn ở khắp nơi hoặc là đi lên sân khấu, thì mình nhìn lại mình thấy các em rất là dễ thương. Thì lúc nào thì mình cảm thấy rất là xúc động, thì mình nhớ là nhiều nhất. Thì nhất là có một cái nhóm em mà bây giờ là giống như mình nói là mọi người đều rất là thương, là cái nhóm đầu tiên. Thì năm nay là em nó học lớp 8 rồi, thì năm tới là sẽ lên lớp 9. Thì đó là cái nhóm gọi là cái nhóm đầu tiên. Các em đã trải qua nhiều năm học trong chương trình, nhưng mà cái đó là vì là nhóm đầu tiên, cho nên là nhiều khi các em nó cũng, mình cũng bỡ ngỡ trong về phía của thầy cô giáo cũng như là ban giảng dạy hoặc là của học khu. Nhưng mà về phía gia đình cũng vậy, họ cũng là những người mà gọi là tiên phong để gửi cho con em mình đến trường. Và các em là những người mà hồi nãy giờ là đi học, là nghĩ là đi học tiếng Anh, mà bây giờ cho vô học tiếng Việt. Thành ra những em đó là những em mà gọi là mình gọi là cái perseverance của mấy em nó rất là cao, cũng như là các em tinh thần học cũng rất là cao. Thì mọi người cũng hướng về để mà giúp đỡ các em, nhưng mà các em cũng có thể cũng gặp khó khăn nhiều, tại vì chương trình lúc đó còn mới, mỗi năm đều là mới hết. Thì năm nay là năm mà mọi người rất là
như là nhìn lại chặng đường qua thì rất là thấy thương các em. Thì đây là cái nhóm mà sẽ rời trường middle school để đi lên high school, nhưng mà có rất những em rất là giỏi. Tức là sau khi đó mình thấy cái sự kết quả của việc học tiếng Việt từ nhỏ đó, thì mấy em trong gia đình là có thể nói tiếng Việt, làm việc, nói chuyện với người lớn tiếng Việt. Thành ra là cái đó là một cái sự như mình gọi là khích lệ cho mọi người để làm việc chung với nhau. Dĩ nhiên là sự đóng góp của gia đình và cộng đồng cũng rất là nhiều, tại vì các em có được cái cơ hội học này. Thì dĩ nhiên cũng có một số em rồi cũng như là thấy khó lắm, thì cũng giống như là phải ráng lắm, vì cũng có một số cũng phải bỏ cuộc, nhưng mà có một số lại nói là em sẽ ngưng không học, nhưng mà đến high school em sẽ trở lại, tại vì biết là có một thời gian là mình phải, giống như mình gọi là cái pathway là một cái cuộc chạy đua hay là một cái cuộc thi thử sức là cho một cái marathon vậy đó, đi một chặng đường xong mình ngưng nghỉ một chút rồi mình lại tiếp tục cái chặng đường. Nhưng mà cái goal của các em là lúc nào cũng muốn mình là một người biết 2-3 ngôn ngữ, là được có thêm vốn liếng khác nữa chứ không phải là chỉ có một ngôn ngữ. Thành ra cái đó các em sẽ pick up từ từ, các em sẽ có một cái dịp nào đó các em sẽ trở lại học tiếng Việt. Nhưng mà nói chung là các em ở đây, nhất là cái nhóm mới thì là cái nhóm cố gắng rất là nhiều. Và ở đây các em kế tiếp cũng vậy, là biết là mình có được cái lợi ích là học được hai ngôn ngữ. Thành ra càng nhiều năm thì mấy em thấy được có cái, giống như có anh chị em học trước trong nhà thì biết được đó là cái pathway, cái đường là mình đang đi. Cái đường lối đi có nhiều cách. Thì chị Hương đã nói rồi, em cũng nhớ đến cái kinh nghiệm của em. Hồi xưa em học Việt ngữ vào cuối tuần, nhà thờ em cho khoảng tới 8 năm tới trung học middle school. Mà sau đó em không có học Việt ngữ hồi lên trung học high school, em học tiếng Tây Ban Nha. Mà sau đó cuối lớp 12 em cũng làm cái bài kiểm tra để thấy nếu em được cái seal of biliteracy cho cả hai tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, và em được cả hai. Thì em cũng thấy là nếu ví dụ những em học chương trình bây giờ và bỏ qua trung middle school hay high school mà trở lại, thì những đứa cũng học được và cũng được cái seal of biliteracy. Thì mình mong muốn, các cô mong muốn tất cả những học trò được cái đó. Ngoài đó, cái kinh nghiệm em thích nhất về hồi em dạy chương trình song ngữ Anh Việt tại trường tiểu học The Mill, là thường em soạn bài quan trọng nhất cho môn xã hội học hay lịch sử. Em bắt những đứa phải diễn thuyết hay thuyết trình trước mọi người. Kỳ thứ nhất em thì là trimester 1, em thường bắt những đứa diễn thuyết về một vùng thổ dân châu Mỹ trước một nhóm nhỏ từ mà bằng tiếng Việt. Kỳ thứ hai thì cô giáo Anh Văn là cái partner của em, thì nhờ những đứa cho một cặp diễn thuyết trước mọi người bằng tiếng Anh về một thuộc địa, 113 thuộc địa, one of the 13 colonies. Và kỳ thứ ba cuối cùng là một cá nhân sẽ diễn thuyết trước mọi người về cái tiểu bang những đứa chọn. Em thấy cái kỹ năng đó cũng quan trọng, các em có thể áp dụng được trong đời, trong tương lai. Nhất là em nghĩ đến hồi trường mình thắng cái Kobe Seal of Excellence. Kobe Seal of Excellence là một phần thưởng để trao một trường dạy song ngữ và xuất sắc trong cả tiểu bang California. Thì The Mill và trường Wilmore được thắng đó, hai trường trong học khu Westminster năm ngoái. Và mình được một học trò đại diện, một đứa lớp 6 năm ngoái đại diện và diễn thuyết trước mọi người. Và cô đã nhờ em luôn, nhờ em nên giúp học trò đó. Thì em cũng giúp viết cái bài đó, cô đã cũng giúp luôn. Và sau đó khi thấy học trò đó được nói trước mọi người rất là lưu loát, rất là chuẩn, em cũng hãnh diện là cái đó là học trò em đã giúp và nâng đỡ để thành công được. Khang cũng cảm ơn mọi người nào mà đang xem tới cái phần này, đã bỏ rất là nhiều thời gian để xem hết trọn cái episode này. Thì Khang ước mong Khang đã có cơ hội Khang đem cho mọi người tìm hiểu đến cái chương trình song ngữ đầu tiên tại nước Mỹ của mình. Khang cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái chương trình này để đem cho mọi người biết những cái update các em đang học ra sao. Khang nhớ lúc mà Khang qua Mỹ năm 94, tìm được một người trong trường học mà nói được tiếng Việt có thể giúp mình là rất là hiếm. Mà bây giờ hầu hết những trường Mỹ tại tiểu bang California mình, nhất là Little Sài Gòn mình, có rất là nhiều người giáo viên
có thể nói được tiếng Việt, có thể giúp các em. Và đặc biệt lần đầu tiên mình có một cái chương trình song ngữ đầu tiên, đó là một điều mình rất ngạc nghĩ, rất là tự hào. Một người Mỹ gốc Việt và đặc biệt là một giáo viên trong trường học. Và một lần nữa Khang cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Passport to Thành Công nha. Đúng là mình đang sống một thời gọi là historical, sống trong lịch sử. Càng ngày mình thấy rất là hãnh diện làm người Mỹ gốc Việt. Và cảm ơn khán giả. Bye bye.